ung thư. Chỉ nghe đến hai từ đó thôi cũng đã khiến nhiều người hình dung đến những điều rất ám ảnh. Đó là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, là kinh tế của bệnh nhân cùng gia đình kiệt quệ, là tỷ lệ tử vong cao hàng thứ hai trong những căn bệnh quái ác, chỉ sau đột quỵ mà thôi. Ước tính trong năm 2020, Việt Nam có hơn 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Theo báo cáo của Bệnh viện Ca ngày 19 tháng 1 năm 2021, số ca mắc, tử vong do ung thư ở Việt Nam tiếp tục gia tăng, đứng thứ 91 thế giới về số ca mắc, thứ 50 về số ca tử vong do ung thư trong 185 quốc gia, một số liệu khiến nhiều người phải giật mình. Vậy thì trong video ngắn này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái quát về căn bệnh đáng sợ này nhé! Đầu tiên, các bạn có biết vì sao các bệnh viện chữa ung thư hay được gọi là bệnh viện ca, rồi bệnh nhân bị ung thư là bị ca không? Đó là vì, trong tiếng Anh, ung thư là cancer với phiên âm bắt đầu bằng chữ ca. Từ đó, người ta lấy phiên âm chữ cái đầu để chỉ tên bệnh với mong muốn kiểu nói giảm, nói tránh, bớt đi cảm giác tiêu cực. Giờ ta đi trả lời câu hỏi, bệnh ung thư hay bệnh ca là gì? Để trả lời câu hỏi này, các bạn cần biết thêm một chút kiến thức về cơ thể con người. Trong cơ thể chúng ta, các tế bào liên tục được sinh ra, rồi chết đi. Ví dụ tế bào hồng cầu có tuổi thọ ngắn nhất, cỡ 120 ngày, trong khi tế bào não thì sống lâu hơn, từ 20 đến 30 năm. Tuổi thọ của các tế bào đã được lập trình sẵn bởi các mã gen. Để dễ hình dung thì các bạn có thể tưởng tượng, trong cơ thể có rất nhiều nhà máy sản xuất tế bào như gan, phổi, não. Mã gen có thể ví như là một hệ điều hành cài vào các nhà máy để quy định quy trình sản xuất ra tế bào của các nhà máy đó. Tế bào sinh ra như nào, tác dụng là gì, sắp xếp ra sao rồi hạn sử dụng trong bao lâu. Mà hệ điều hành máy tính thì các bạn biết rồi đấy. Thường xuyên có lỗi, lúc thì màn hình xanh, lúc lại đeo ra. Mã gen của con người cũng hay gặp lỗi như vậy đó. Một trong những hậu quả của lỗi mã gen là nó tạo ra những tế bào không có hạn sử dụng gì cả, cũng chẳng biết vâng lời, thậm chí còn có khả năng nhân bản vô cùng mạnh mẽ và chống lại hệ miễn dịch. Điều đó có nghĩa là nếu một nhà máy nào đó mà bị lỗi hệ điều hành, nó sẽ sản xuất ra sản phẩm là các tế bào bị lỗi. Tế bào này do không có quy định thời hạn sử dụng nên cứ sống mãi, rồi sinh sôi nảy nở, tạo ra rất nhiều tế bào lỗi như nó, lại có khả năng chống lại hệ miễn dịch, phản kháng lại tế bào bạch cầu. Sau thời gian đủ dài, các tế bào lỗi phát triển vô tổ chức, phá hỏng các quy tắc về sự sắp xếp, tạo ra các cục tế bào khổng lồ đến mức mắt thường cũng có thể nhận biết. Đó là những khối u. Khối u có hai loại, u lành tính và u ác tính. U mà lành thì có thể phẫu thuật cắt bỏ và loại bỏ các tế bào lỗi khỏi cơ thể để mọi thứ lại hoạt động bình thường trở lại, tức khỏi bệnh. Nhưng nếu đó là u ác thì lại khác. Nó không chỉ nhân bản thành các cục u phình to mà còn len lỏi, thâm nhập sang các cơ quan khác qua hệ thống mạch máu hoặc bạch huyết. Khi thâm nhập vào cơ quan khác, chúng lại nhân bản và tạo ra các khối u. Hiện tượng tế bào lỗi di cư như vậy được gọi là di căn. Chính điều này khiến ung thư trở nên nguy hiểm, vì khi đó, chúng ta không thể tìm và tiêu diệt hết các tế bào ung thư khi chúng đã ẩn nấp trong mạch máu hay trong các cơ quan khác. Cũng vì khả năng di căn này mà chúng ta sẽ rất khó để ngăn chặn. Do không ngăn chặn được nên nó cứ thế phát triển cho đến một lúc nào đó, chúng đạt đến số lượng khổng lồ gây tê liệt các cơ quan bị tấn công và dẫn đến sự gục ngã của cơ thể người bệnh. Chi tiết hơn thì ung thư sẽ tiêu diệt cơ thể theo một vài cách sau. Đầu tiên, tự bản thân ung thư đã làm cho hệ miễn dịch bị tổn thương. Cộng thêm với các biện pháp điều trị càng khiến cho hệ miễn dịch tổn thương nặng thêm. Từ đó, các loại virus, vi khuẩn khác dễ dàng tấn công cơ thể và hạ gục nó. Thứ hai, ung thư di căn đến các cơ quan khác của cơ thể và làm giảm chức năng của các cơ quan này. Ví dụ, di căn đến phổi, làm giảm chức năng hô hấp, di căn đến hệ tuần hoàn, làm giảm khả năng hấp thu năng lượng, vân vân. Và khi các cơ quan đó hoạt động không còn hiệu quả, thì cơ thể sẽ yếu dần và chết. Thứ ba, ung thư có thể gây ra xuất huyết nặng hoặc tắc mạch, gián đoạn hệ tuần hoàn gây tử vong cho 18% các trường hợp tử vong vì ung thư. Ngoài ra, còn nhiều cách mà ung thư tiêu diệt cơ thể khác nữa. Nhưng các bạn đừng nghĩ cứ mắc ung thư là sẽ tử vong. Ung thư hoàn toàn có thể chữa được, nhất là khi được phát hiện ra ở giai đoạn đầu. Vậy nên, nếu có điều kiện, các bạn nên đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ cơ thể. Để phòng ngừa ung thư, hiện nay khoa học đã áp dụng công nghệ và có thể phát hiện tới 22.000 loại mã gen đột biến. Nhờ khám phá ra những loại mã gen này mà các chuyên gia có thể nghiên cứu và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp cũng như nâng cao các biện pháp phòng ngừa đối với căn bệnh nguy hiểm này. Trong một số video khác, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu về các phương pháp điều trị ung thư phổ biến nhé. Trên đây là những kiến thức cơ bản, dễ hiểu về căn bệnh ung thư quái ác mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rất mong chúng hữu ích. Nếu bạn có ý kiến gì khác, đừng quên để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo và thảo luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số video tiếp theo.